Hello mọi người nhá. Dành ở nhà đang làm bẫy chim thòng lọng, bẫy chim chào mào mọi người. Đấy. Chỗ mình lại thêm cách ly 15 ngày đấy nhá. Ở nhà thoải mái mà làm. Thoải mái mà nghịch. Đây, mình đang làm cái thòng lọng để cái này là bẫy chim chào mào này, chích chè này. Đấy, chim khuyên, nếu mà ai bẫy chim khuyên thì làm nhỏ hơn một tí nhá. Đây. Cái này là mọi người đi, mọi người cắm vào cái cành cây này. Đấy, cắm vào cành cây như này thì con chim nó bay đến, nó bay đến đây nó sẽ mắc cổ ở đây. Đấy, mắc cái cổ ở đây, nó sẽ rút thế này. Đấy, làm này đơn giản lắm mọi người ạ. Mình thấy mấy người anh em, mấy anh em trên mạng làm bán cái này mà 50.000, trời, bán 50.000 một cái này. Làm nó đơn giản mà. Đây, một thanh sắt này. Rồi lấy tí cái dây cước câu ấy, xoắn buộc vào là được. Đấy. Đấy, mình làm cái này để mình sẽ kẹp cái này. Kẹp này cho nó thẳng này. Đấy. Đây, còn mấy cái anh chưa làm này. Đang làm dở dang. Đấy. Nói trên mạng người ta làm cái này bán 50.000. 10 cái như này là 500.000. Khiếp thật. Đấy. Nói chung là người ta làm ra thì người ta có con thì người ta đặt tên thôi. Mình thấy đắt thì mình không mua thôi. Ai thấy rẻ thì mua. Đấy là nó tùy người, mỗi người một suy nghĩ mà người ạ. Như mình là mình không mua, mình thích tự làm này. Mình hay mày mò lắm. Mình nhìn cái gì là mình làm được. Đấy. Còn nếu mà bảo mình bỏ ra 50.000 để mình mua cái này thì chứ là không có. Ai như mình chắc là hàng Việt Nam ế. Đấy. Đây mọi người, ai mọi người làm tí này. Lúc nào hết dịch ấy, tầm hết dịch thì mình sẽ đi bẫy chào mào cho mọi người xem. Đây. Rồi mới này thòng lọng này, mọi người ví dụ cái cành cây này, mọi người cắm vào cái cành cây như này. Đấy. Thì con chim nó sẽ bay lên đây. Nó bay nó sẽ chui cổ ở đây. Đấy, tức là rút luôn. Rút luôn. Đấy. Ồ, thì hết dịch thì mình sẽ đi bẫy chim mọi người xem. Cái này mình sẽ làm ở đây. Đấy. Thì mọi người thấy hay mà không làm được thì lên trên mạng nhé. Người ta bán nhiều lắm. 5.000 một cái. Đấy. Chỗ này là 10 cái. 10 cái là 5 lít. Nói chung là người ta có con thì người ta đặt tên thôi. Đặt tên gì thì đặt. Mình đặt tên ví dụ như cái lồng chim chẳng hạn. Đấy. Người ta bán là 500, 600, 400, 800 là 1 triệu gì đấy. Đấy. Nhưng mình bán 250. Thì nói chung là ai làm ra sản phẩm người ta thấy hợp lý, hoặc là thấy cái công sức của người ta nó đáng như thế này bao nhiêu tiền. Ví dụ cái công sức người ta bỏ đáng 500.000 thì người ta bán 500.000. Đấy, còn cái công sức mình thì ví dụ là đáng 200.000 thì mình bán 200.000 thế thôi. Nói chung là ai có con thì người ta đặt tên. Đấy, người ta đặt tên 1 triệu, 2 triệu hay thế nào thì tùy. Là mình, đấy là ý kiến riêng của mình. Đấy. Mình khoan một cái lỗ đây. Mình ghim cái này vào. Khoan nhỏ không biết đâu.
Làm xong mọi người ghim vào như thế này cho nó chắc. Đấy. Cho nó chắc cho nó có nếp ấy. Đấy, xong rồi lấy cái cây đề này vào được. Đấy. Đấy, tiếp tục mình làm cái này nhé. Để vài hôm nữa hết dịch thì mình đi bẫy cho mọi người xem nhé. Đấy, mọi người ở nhà làm cái này cho vui. Đấy, cũng đơn giản mà. Đấy, làm như này nhé. Còn cái này mình không bán nhé. Mọi người thích thì làm. Mọi người thích thì mình chỉ cho cách làm. Còn mình không bán cái này nhé. Mà thấy mấy anh em trên mạng người ta bán là 5.000 một cái như này. 5.000 một cái như này mọi người. Đấy, cái này mình làm chống xoắn luôn này. Là so. Làm chống xoắn luôn. Nó không bị xoắn. Đấy, mọi người trên mạng bán 50.000. Đấy. Mình không phải là nói là mình chia đắt hay chia rẻ gì đâu. Chứ là người ta làm, người ta bỏ công sức ra, người ta cảm thấy là người ta phải bán như bao nhiêu này, chừng này tiền thì mới đạt cái công sức của người ta, thì người ta bán thôi. Ai có con thì đặt tên. Đấy. Rồi, chào mọi người nhé. Hẹn mọi người cái video tiếp theo để bẫy cái chim này. Bẫy chào màu.